Như vậy là trọng tài Ngô Quốc Hưng đã nổi hồi còi cho trận đấu diễn ra bắt đầu. Hà Đức Chinh, Tada, Ismail, rất hay, lăn bóng, Đăng Anh Tuấn không được. Một tình huống tấn công có nét của đội chủ nhà SB Đà Nẵng. Người chạm bóng cuối cùng trong tình huống vừa rồi có lẽ là Công Nhật. Hà Đức Chinh dứt điểm ngay. Sẽ có phạt góc cho Đà Nẵng. Đội chủ nhà đang chơi tương đối hứng khởi. Rất nhiều cầu thủ đang đứng trước bóng. Công Nhật, Tanda và Igor Jelic. Người dứt điểm cuối cùng là Jelic, rất nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Có thể nói đây là một bàn thắng mà thủ thành Phạm Văn Cường đã mắc lỗi. Tưởng chừng như là thủ thành Phạm Văn Cường đã đẩy được tình huống vừa rồi, nhưng bóng vẫn đi vào lưới. Sự vui mừng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ dự bị bên phía SHB Đà Nẵng, có thể nói đây là một bàn thắng đến tương đối bất ngờ. Trung vệ bên phía SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Một tình huống sút đúng vị trí của thủ thành Phạm Văn Cường. Rõ ràng đây là lỗi tương đối nặng của thủ môn bên phía câu lạc bộ Quảng Nam. Người đứng trước bóng là Thanh Hải. Đặng Anh Tuấn dứt điểm không được, phản công cho các cầu thủ Quảng Nam. Hồng Sơn rất hay, dứt điểm. Dứt điểm cuối cùng của Pinto là quá hiền. Dứt điểm cuối cùng của Pinto là hơi nhẹ, nhưng vừa rồi cũng là một pha phản công tương đối sắc nét của đội khách Quảng Nam. Ismail đã vượt qua Tấn Sinh, rất đáng tiếc. Không hiểu sao Tanda trong tình huống vừa rồi lại bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Một lần nữa chúng ta lại thấy Huỳnh Tấn Sinh mắc lỗi phòng ngự cá nhân như thế nào. Những lỗi phòng ngự tương đối cơ bản. Rõ ràng là với một tuyển thủ quốc gia thì những lỗi như vừa rồi cần phải hạn chế tối đa. Hết sức tích cực của cầu thủ Quảng Nam. Rất hay, dứt điểm, nguy hiểm. Wow, như vậy một đều lại là Imukebe. Lần này thì có vẻ như lại đến Nguyễn Tuấn Mạnh mắc lỗi. Một tình huống bắt bóng không dính. Có lẽ người dứt điểm đầu tiên là Nguyễn Hồng Sơn. Niềm vui đến từ ban luyện Quảng Nam. Trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi. Và rõ ràng một điểm không phải là ý đồ của cả hai huấn luyện viên. Bàn thắng bất ngờ đến với SB Đà Nẵng và bàn gỡ cũng vậy, rất bất ngờ. Imukebe đang tỏ ra rất có duyên với đội bóng Quảng Nam. Rất nguy hiểm, tiếp tục là Tấn Sinh xử lý cực lỗi. Trong tình huống vừa rồi hoàn toàn có thể truyền bóng về cho thủ thành Phạm Văn Cường. Và Imukebe chính là cầu thủ san bằng tỷ số cho đội khách Quảng Nam. Phạm Văn Long rất hay. Ismail tạt bóng rất nguy hiểm. Như vậy tỷ số là 2-1. Cầu thủ lập công là Tanda. Phạm Văn Long đã tạo dấu ấn của mình sau khi vào tay Hà Đức Chinh. Anh có một đường truyền rất đẹp để cho Ismail, tạo cơ hội cho Tanda nâng tỷ số lên 2-1. Hàng phòng ngự của các cầu thủ Quảng Nam vẫn tỏ ra sơ hở.
Becamix Bình Dương đã có 3 bàn thắng vào lưới của Hải Phòng. Người đang băng lên, đó là Ismail đối mặt, rồi và rất bình tĩnh, đó là bàn thắng thứ 3 dành cho SHB Đà Nẵng. Đó là Ismail. Một pha phối hợp tưởng chừng như là đã kết thúc với cú chạm bóng đường truyền cho pha băng lên của Ismail. Nhưng trung phong này vẫn có thể nắm bắt được cơ hội. Trong tình huống đối mặt thì anh cũng đã hết sức bình tĩnh để mang về bàn thắng thứ 3 cho đội bóng của huấn luyện viên Lê Đình Đức. Lần thứ 3 trong trận đấu này, các cổ động viên của SHB Đà Nẵng có được cơ hội ăn mừng một trận đấu quá quan trọng đối với họ, với cá nhân huấn luyện viên Lê Đình Đức. Bởi 3 điểm là điều sẽ giúp cho tạm thời vượt qua khỏi cơn khủng hoảng đã kéo dài trong 3 vòng đấu đầu tiên. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, đội chủ nhà đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Lại là Ismail, bàn thắng thứ 2 của Ismail trong màu áo của SHB Đà Nẵng. Tiếp tục là pha xử lý lỗi của hậu vệ Nguyễn Anh Hùng, phản công cho Đà Nẵng. Rất thoáng Tanda. Rất hay, pha phạt Long. 4-1 cho Đà Nẵng rồi. Dấu ấn đậm nét của pha phạt Long cũng là dấu ấn đậm nét của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Một sự thay đổi người có thể nói là rất sáng suốt. Pha phạt Long đã chơi rất hay kể từ khi vào sân, và anh cũng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 cho cao thủ SHB Đà Nẵng. Một tỷ số xứng đáng dành cho đội chủ nhà cho đến lúc này của trận đấu. Phút thứ 64, 4-1 cho đội chủ nhà. Một trận đấu bùng nổ của hàng công bên phía SHB Đà Nẵng. Theo hướng vừa rồi thì không có lỗi của thủ môn Phạm Văn Cường. Tanda lập dấu ấn khi chuyền bóng cho Phạm Văn Long trong tình huống vừa rồi. Huy Áo, trước chút nữa thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Quảng Nam. May mắn đã đứng về phía cao thủ chủ nhà, bóng đi đập khung thành, xác hơn là đập cột dọc của Nguyễn Tuấn Mạnh. Pinto dứt điểm, tiếp tục là phạt góc cho đội khách. Quảng Nam sẽ phải nhận những tình huống nguy hiểm, đợt phản công của đội chủ nhà. Công nhận đặt bóng vào chân trái tốt. Cho Đà Nẵng một trận đấu quá hay của số 24 phía đội chủ nhà. Rõ ràng là hàng phòng ngự của Quảng Nam trong trận đấu này chơi rất hời hợt. Nguyễn Công Nhật đã đi bóng hết sức thoải mái, một đường tạt bóng như vừa rồi. Công việc còn lại của Ismail là tương đối đơn giản. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của Ismail. Và với tỷ số này thì đây đang là trận thắng đậm nhất của một câu lạc bộ trong khuôn khổ của V-League 2020. Đây rõ ràng là điều mà không nhiều người nghĩ tới khi chờ đợi cho cuộc đấu giữa huấn luyện viên Lê Đình Đức và huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Thanh Hải đang chơi khá hay, chân trái dứt điểm, suýt chút nữa tỷ số là 6-1. Và lại là Phan Văn Long. Phan Long đang chơi rất hay kể từ khi được tung vào sân. Nhập bóng bằng chân trái rất hay. Bóng chưa đi hết đường biên ngang. Rất hay, chân phải, không được. Thể lực của Quảng Nam đã đi xuống rõ rệt. Và là 6-1 rồi. Hàng phòng thủ của cầu thủ Quảng Nam quá lời lòng của trận đấu này. Một tỷ số có thể nói là không thường. SHB Đà Nẵng có một trận đấu bùng nổ, một trận đấu phải thắng thì họ đã chơi hay. Dấu ấn đậm nét của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, các cầu thủ vào sân cũng đã lên tiếng. Có vẻ như vừa rồi là một pha không chế bóng bị lỗi của Amit, làm lỡ đà của Lucas Rocha. Nhưng hàng thủ của Quảng Nam chơi cực kỳ lỏng lẻo. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Ngô Quốc Hưng đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng và đội khách Quảng Nam. Trận đấu derby của xứ Quảng đã hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Một chiến thắng có thể nói là hết sức bất ngờ
Một chiến thắng 6-1 cho đội quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Một chiến thắng có thể nói sẽ giúp cho đội bóng sông Hàn tự tin hơn trong phần còn lại của mùa giải. Xin gặp lại quý vị khán giả ở những trận đấu tiếp theo của vòng đấu thứ tư. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.